Map này là map tanh bo này các bạn. Nhưng mà thôi, mình sẽ không lên nóc đâu. Mấy bạn team địch cứ bắn nhau đi nhá. Có khi tìm không ra lại từ mình ở trên nóc đấy. Nhưng mà không phải đâu, mình đang ở dưới này mà. Làm sao mà tìm được mình? Mình sẽ trốn chui trốn lủi để đi qua bên bạn đằng tiếp cận đằng sau. Và mình sẽ lại một phát thắng luôn. Hình như là đang tập trung ở đằng kia để tìm cách lên được nóc nhà hay sao ấy. Nhưng mà không phải đâu, mình có ở trên nóc nhà đâu mà các bạn tìm mình nhở. Mình ở dưới này mà. Tìm dễ như thế mà không tìm được mình. À đây 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 đây. Ui giời ơi. Lấy ông nhà làm gì đây? Mình ở trên đó đâu. Chắc là nó biết rồi mình ở dưới nhà rồi ấy. Ok, chắc là đang xuống rồi sao ấy. Ôi không sao, lộ vị trí cũng được. Ui giời ơi, hết đây mà. Mình xuống hết đây rồi mình tiếp mà. Ok, bo vào đây này các bạn. Ok, chặn cửa lại không cho nó vào đây. Ok, ui. Lần đầu tiên mình cuốn nó ở dưới nhà này luôn ấy. Đáng lẽ là mình sẽ phải lên lóc chứ. Mà đằng này lại ở dưới nhà này luôn. Ok, thắng thôi. Ui, tính ra là like giờ là mình toàn là những pha highlight cuốn máu luôn ấy, khá là tuyệt vời luôn. Ok, thắng rồi này các bạn.